Công an tỉnh Nghệ An có 2 phó giám đốc mới. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa trao quyết định bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an tỉnh là Thượng tá Trần Ngọc Tuấn và Thượng tá Nguyễn Duy Thành. Thượng tá Trần Ngọc Tuấn hiện là trưởng phòng tham mưu, còn Thượng tá Nguyễn Duy Thành là Chánh thanh tra Công an tỉnh. Tại lễ công bố, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Thượng tá Trần Ngọc Tuấn và Thượng tá Nguyễn Duy Thành đạt được. Thay mặt hai cán bộ được bổ nhiệm, Thượng tá Nguyễn Duy Thành hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kế thừa những kinh nghiệm thành quả của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, ngoài giám đốc Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, đội ngũ lãnh đạo Công an tỉnh hiện còn có các phó giám đốc: Đại tá Hồ Văn Tứ, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Cao Minh Huyền, Đại tá Lê Văn Thái. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.